Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Bepeo. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thử thách đó là đi trà trộn sảnh Liên Thông lúc 12 giờ đêm các bạn nhá. Hiện tại đang là 12 giờ đây, 0 giờ 49 phút bạn ạ, chính xác là gần 1 giờ sáng rồi các bạn ơi. Đó, nhưng mà thấy bảo là bây giờ anh em đang nghỉ hè rồi cho nên là đông người chơi buổi đêm lắm các bạn ạ. Không sợ là không tìm được phòng đâu. Để coi xem là có đúng như vậy hay không bạn nhá. Hôm nay là ngày 31 tháng 5 chắc là nghỉ hè rồi nhỉ. Chắc là các bạn nghỉ hè hết rồi chứ còn gì nữa. Hôm nay 31 tháng 5 rồi còn chưa nghỉ hè thì chịu bạn ạ. Chắc là chỉ có mấy ông nào kiểu như là sắp thi đại học hay là sắp thi lên cấp 3 ấy, thì gần như là nghỉ hè cũng là ôn thi à, chuẩn bị thi mà đúng không? Thế nhưng mà có tầm tháng nữa là thi rồi bạn ơi. Đấy, ông nào thi cấp 3 nhưng mà thi sớm hơn đấy bạn ạ. Tầm nửa tháng nữa là thi rồi. Đấy, bạn nào thi đại học thì tầm tháng nữa là thi rồi. Cho nên là chắc là không có hè đâu. Còn lại thì anh em nghỉ hè hết rồi nhỉ anh em nhỉ. Rồi, thì ngày hôm nay thử xem là buổi đêm gần chính xác là gần 1 sáng thôi nhưng mà vẫn đang là 12 giờ, coi như là trà trộn sảnh Liên Thông lúc 12 giờ đêm. Coi thử xem là có gì hay ho và thú vị hay không bạn ạ. Ok bạn ơi. Chấm bố sao lắm mà hát new thế. Bát đêm bạo hiểm thế nào. Sinh tố VIP à. Bình thường bạn ạ. Mà khác đây, sáng tạo đây nào. Úi, sao có hai làng hero này. Ủa 2449 2 à. Đúng rồi, cũng rồi có cái hàng làng 2 cũng quyết hàng B, làng B đúng rồi. Tôi nhớ rồi, có hai làng, có hai map làng cơ đúng rồi. Tí thì quên bạn ơi, tí quên đấy, có hai map làng mà. Quên. Lâu không vào lú luôn bạn ạ. Mà thiết kế nội thất đấy, map là map bảo vệ nhà mà, trước tôi rồi mà. Tại sao lại dịch thành thiết kế nội thất nhỉ? Mà toàn phòng máy chủ thôi. Bắc cua à. Bắc cua 63 tỉnh thành này. Bấm vào không có phòng nào à? Bạch điện nào. Ui. 1000 cách thoát à? Mắt này nhìn hay đấy. Cập nhật gần nhất là ngày 4 tháng 4 này. 2 bê vờ. 1000 cách để chết đấy. Ok, tải về xem nó có gì mới không này. Bạch điện nó trò chuyện đấy. Ui. Phòng này mở 40 người luôn mà. Do rồi. Buổi đêm mà mở hẳn phòng 40 người các bạn ạ. Cũng đông chứ nhở, cũng nhiều phòng chứ. Vào cái bếp trò chuyện trước bạn ạ. Để coi xem nào. Tôi vào cái mát trò chuyện trước đi. Xem buổi đêm có đông vui sôi động nhịp nhàng gì không. Tên mát trò chuyện. Ok, thấy mát hay cho xin một like. Sao lại xin một trực tiếp. Like mà. Chứ V phải thành chữ K chứ. Ảo thật bạn ạ. Fake đấy, mình fake đấy. Mẹ phách cũng phải mẹ beo đâu. Mẹ phách đó. Ơ mà cấm xin đi à. Wow, bây giờ các bạn à, cấm đâu. Không cấm. Ơ bác này không mở cửa hàng à. Đây là mua đồ gì chôn chôn bạn ạ. Đang mở đồ gì chôn chôn. Bro không đi học à. Tớ này mẹ béo à. Đâu bạn Young Boy ấy. Thế à. Bạn Young Boy bao nhiêu tuổi thế. Mèo béo và chó gầy. Mèo béo và chó gầy. Đó, mà chó gầy đâu. Đấy, ông mà mặc skin bình thường mà 17 mà dám kêu tớ này. Trời ơi, tôi hơn ông này gần chục tuổi đấy. Lộ. Tôi hơn ông này chính ra là gần chục tuổi luôn đấy chứ. Mà tớ thì chính ra năm nay là tôi 26 tuổi mà gần 10 tuổi chứ. Ê, bậy nha. Tớ mà tớ, thích tớ không? Tớ nè. Ê, mà mắt này không bán đồ nè. Tớ bán đồ, mua đồ chôn chôn tí gì đấy. Quận ra này. Tự nhiên là chó cũng là người mà. Không liên quan. Chó là chó mà người là người chứ. Thì ra là thế. What. Muốn múc bang chém chết là cái gì. What. Kinh vời. Yêu. Không có gì hay không nữa. Ờ. Không có gì à. Ồ. À đây. Ồ. Toàn thư thôi. Cái này toàn thư thôi. Bên này ổ đồ đạc bình thường thế. Phèn thế. Ồ. Bác phải lỏ thế. Không bán đồ đạc gì nhỉ, không bán đồ gì để mua chôn chôn luôn cái. Thôi có này hay này. Bye đê. Ôi sời ơi. Nhảy cái gì đấy. Oh what. Cái gì đấy. Ông này tên là gì này. Hỏi chấm. Oh my god. Ủa là sao bởi nó nhìn kìa. Có nhìn cái tên này. Ui. Sao bởi có thể viết được cái tên dài này bạn ơi.
sao mà ông này tiếng Thái Lan hay tiếng Ả Rập ấy bạn ơi, để chữ Thái hay chữ Ả Rập, tiếng Ả Rập đúng không, đây Ả Rập sao bạn ạ, ảo chưa kìa, rồi nhìn kìa cái tên dài ngoằng luôn. Khó hiểu thực sự bạn ạ, nhìn này ui rồi dài chưa kìa, nhìn bà hết hồn bạn ơi. Ông này đứng im một chỗ rồi, ông từ từ nhá, ông này ở trên này không hiển thị một tên mà lại hiển thị tên ở dưới người à, nó như nào nhở anh em nhở, đang chưa hiểu cái vấn đề lắm bạn á, ông tên dài quá luôn mà. Nhìn này rồi đây đúng không, ủa bố bấm vào thì tên gì mà ký tự chỉ phải, chỉ lên, chỉ trái, chỉ xuống, ủa là như nào. chỉ what. Ảo nhờ, sao nó có thể viết được cái tên bấm nó dài này nữa đâu, đây là tên con pet à đâu, sao lại 9999 máu cái gì đấy, à tên con pet à, ui sao ông này đặt tên dài thế, tên tiếng Ả Rập à, này là tên con pet đúng không, tên con pet đúng không. Ủa đây là tên con pet vậy, đây là tên con pet mà. Đây là tên con pet, ôi sao là nó dài vậy. Đừng dậy cho con pet cái. Đừng dậy cho con pet cái được không. Ôi. Ây da, hiện tượng kỳ thú lần đầu gặp nha. Thực sự là lần đầu tôi gặp cái trường hợp này nha bạn ơi. Em buổi đêm là cũng vui vui ấy nhỉ. Thôi thì ok, đi phòng khác đi. Đi phòng khác bạn ạ, phòng này cũng được đấy. Thú vị bạn ạ, hát ở đây. Ủa sao ông ấy bị gì mà ảnh bia bị gì mà đấy. Tự nhiên ông ấy bị cấm cái gì. Phòng PE, phòng PC mở 3 người chứ. Phòng này mở 10 người nhưng là không ai vào mà. Phòng PC hôm nào mở phòng này mở 6 người chứ. Hơi ít nha. Hát version new cũng hát version new. Thì cái map nào là 387.000 người tải này. Cái 45.000 người tải này, trời ơi, bây giờ để map hát cũng có fake cũng có real bạn ạ. Thế tóm lại là map nào map real vậy anh em. Tình yêu là gì? Rồi. Tôi cũng không biết là map nào map fake, map nào map real bạn ạ. Chịu luôn đấy chứ. Từng chơi bỏ qua đi nhỉ. Xem nào. Thôi mình thử vào ma hát bạn nhé, vào ma hát đi. Vào mất rồi. Ủa sao mình vừa thôi thành quạt là sao. Từ hát lại thành quạt mà đổi mỗi cái chữ thôi là thành một mắt mới à. Đẳng cấp đấy. Wow. Ủa ma hát rồi. Không cái ma hát kia cơ. Ơi không thấy nữa bạn ạ. Rồi xong luôn. Đây. Thôi vào phòng bạn sống rồi nhá. Bạn sống bạn bun à. Sống bạn bun ta. Bun đi, sóng ra, sóng ra bun ta. Bun đi, sóng đi. Bun đi, sóng, sóng đi, sóng đi. Và bạn sóng đi nào. Và map bạn sóng xem như nào bạn nha. Rồi. Map hát này như mua đồ trôn trôn mà đã trôn được này. Ây da, vừa vào nãy thì map tiêu hiện tượng lạ quả tên dài nhất thế kỷ luôn bà. Sao lại đặt quả tên bướng dài như thế nữa. Tôi cũng chưa hiểu lắm rồi ạ. Gì vậy? Tập chơi PC em. Nhìn trông có vẻ không giống PC lắm này. À không, PC quay nhà em nào, PC quay được không? À, quay nhà đây. PC một quay được không? Từ nhà PC phải quay nhà này. Đó. Từ đâu nào nhỉ? Phải cái thần thú chứ quên mất. À, PC quay một vòng tròn được không? À. Ông này chắc là chơi PC không em? Nhìn chú chắc đâu, nhìn trông cứ chậm chậm như kiểu PE bạn ạ. Đặt tên là tập chơi PC mà chưa chắc là chơi PC đâu. Lừa đấy. Ui. Cái map này không phải là cái map mà gọi là khủng long à. Thế cái map gọi là khủng long mà khác à? Nhiều map hát thế. Tôi không biết cái map hát nào tôi từng chơi bạn ạ. Xin chào à, chào xin. Đấy, bầu đấy, xin chào. Đấy. Hey, cùng chơi nhé. Google dịch quá. Mà tên là Google dịch luôn mà. Cho kiếm này, không biết được đồ à, đấy, biết đồ này.
mà bộ đây của nhà ấy từ ấy, cái này mới không, cái này mới không, ấy cái này mới này, một căn nhà hoang à, bình thường mà hát là gì có cái này nhở. Wow, một căn nhà hoang bằng đất, đáng để vào trải nghiệm. Rồi xong to quá không vào luôn. Ôi kho báu chỉ có chủ phòng. Thì OG Gaming không đi ngủ đi. Giờ này còn làm cái gì này? What? Giờ này còn chưa ngủ đi. Muốn con chơi gì ở đây? What? Wow. What? Chưa ngủ luôn này. Chưa bao ngủ luôn này. Mà hát này mà không phải hát riu rồi. Mà hát từ trước tôi chơi mà có cái kèm hướng kém mà gọi khủng long cơ, hay là do mình phá quá cho nên là bãi bỏ gọi khủng long đi rồi nhỉ? Có khi là thế, mới là có khi ông ấy bỏ cái gọi khủng long đi rồi. Mà từng chơi mà. Ồ, 5 người không vô đâu. Có mắt nào hay hơn nữa không? Ai hát version new. Đây quá bèo qua. Đấy là vào phòng của bạn sống rồi đúng không? Giờ vào phòng khác nhỉ? Đây vào phòng của bạn Bun đi. Đấy giờ vào phòng bạn Bun nha. Hết sóng rồi đến Bun nè, trà trộn xem là phòng bạn Bun này có gì sôi động không, chứ phòng bạn sóng là toàn đứng ghim à. Vào phòng bạn sóng thì toàn thì đứng ghim, Google dịch trong tập chơi PC thì gì bận ạ, toàn đứng ghim thôi hả. Vừa vào thì ông áo ca này đây 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 rồi, có tí sôi động bận ạ. Ý sợ mười hóa khổng lồ. Yahoo. Ô, sao cái ông này vào là phòng mình vậy? Mình chưa kết bạn đâu. Ừ, mình đã kết bạn ông này đâu. Wow, chắc là trùng hợp rồi. Lại cái ông tên siêu dài kìa. Ủa, sao cái ông tên siêu dài vào là phòng mình ấy? Ơ, ông này không gọi pet à? Ây, ui. Quả pet dị thực sự mệnh gì này. Trời ơi, quả pet kìa. Quả pet, ui, quả pet, ui rồi ôi, quả pet kìa. Trời ơi. Nên đặt tên của bé sẽ đặt được tên ở tiếng Ả Rập thôi, chứ tiếng gì bạn nào ký tự chữ gì á, tôi không biết luôn. Bạn nào biết đấy tiếng gì để lại comment phía dưới bạn nhé. Hàng fake, đúng rồi, hàng fake mà, đúng rồi. Hàng fake là hai bạn ơi, đúng rồi, đừng nhận em mày beo. Tôi đi phá cái. Check lại em nào. Ừ, mắt này mà khác bạn ạ. Thử mua này nhá, trứng sinh vật bóng ma. Chạy cái. What? What? Sao chết vậy? Ui. Bóng ma là bóng ma real, bóng ma này có bóng ma đúng nghĩa đen luôn ạ. Bóng ma này không nhìn thấy luôn mà. Ôi, bóng ma này nó tàng hình luôn bạn ơi. Wow, tôi không nhìn thấy gì mà. Ui. Ủa sao tự nhiên chết vậy? Ôi trời ơi, đứng ở trên này cũng chứ. À, đúng là bóng ma đấy. Ê, bóng ma này hay nha, thả ra cái chết thôi mà. Chết mà không biết vì sao chết bạn ạ. Ừ, full rồi, leo leo, không ai, OG không vào được, leo leo. Ủa, bị con gì đánh vậy? Đấy, giả ngơ cái, giả ngu cái. Đấy, hỏi chấm. Đấy, đấy giả ngu đi. Coi như mình không biết gì mà ạ. Tự nhiên chết không biết luôn. Đó. Thả cái con nữa này. Bày thả một con điểm hồi sinh ác này. Đó. Từ nay giấu cái. Đây thả con điểm hồi sinh ác này. Thả một con ở đây mới ác này. Đừng thấy gì cả. Ấy, quay lại kia đi, quay lại kia, đừng nhìn tôi. Chạy cái. À. Chạy không kịp rồi. Nó bầm rồi, con bot đang kêu tất cả mọi người chạy cái. Mẹ bơ té cái. Bóng ma đâu, có thấy bóng ma đâu. Tôi không thấy gì cả. What the hell. Không thấy gì hết mà. Nè, bữa năm nè. Bóng ma đúng kiểu bóng ma Instagram bữa nay. Không nhìn thấy con gì bữa nay. Không nhìn thấy gì hết. Không thấy gì cả. Lại gần chết luôn rồi còn đâu mà nhìn. Lại gần mới thấy. What? Bóng ma gì lại gần mới thấy. À bóng mini đấy, bóng nhỏ đấy. À đâu thấy quá mơ thì có bóng chôn à. Lừa bóng. Đừng bịp. Kêu tôi lại gần để chết đúng không? Bịp đúng không? Chắc chắn là chôn. Chắc
chính là trộm là kêu lại gần để bị đánh chết đúng không? Chứ có nhìn cái gì đâu nè. Đứng từ đây còn chả thêm là ông dụ tôi lại gần để bị chết chứ gì. Tất cả chỉ là cú lâm sao ông này không ông là gì ông là PC à? Không thấy gì mà không thấy gì hết thôi mày bắt té cái. Ôi ơi, camera bị lỗi à. Camera bị lỗi bạn ơi, camera bị lỗi rồi, từ từ chỉnh camera anh em đợi tí tôi chỉnh camera ấy à. Tự nhiên đang chơi thì camera bị lỗi à. Ai chà chà. Bị lỗi camera rồi các bạn ơi, xong luôn rồi. Bị lỗi camera rồi, không bật lại được. Oh my god, bạn ơi. Ok, thôi thì chắc là video xin phép được kết thúc này bạn ạ. Tôi cũng chả biết camera bị làm sao luôn, nhưng mà nó bị lỗi rồi bạn nhá, không bật lên được này. Bật lên nó không hiển thị luôn bạn ạ. Ok, các bạn có cái gì muốn mình làm giúp mình nữa thì hãy để lại comment ở phía dưới bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.